rất vừa nhưng nó cái không như anh, nó còn những cái chi tiết rất hay thì lại nó nằm trong cái nhớ mọi người. Bây giờ mỗi người đều đến có thể nói câu chuyện của gia đình mình của họ mình để cho có thể tổng hợp lại trong cái bức tranh chung người các dòng họ Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tất cả em gái được biên tập lại in thành sách và có thể nhìn theo tiếng nước ngoài của chúng ta do cái trung tâm cho khoa học phổ thông bằng một tác đó là như thế là công việc của chúng ta. Và tôi hy vọng là khi một chuyện đó diễn ra trong đầu năm 20 thì họ sẽ đến thăm trung tâm này chúng ta và cùng gặp lễ thắp hương thắp thọ của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Cho nên cần phải có một ban tổ chức hỗ trợ ba bốn người đầy nhiệt tình nhiệt tâm. Và như thế là Phước cũng hết sức cố gắng, Đức cũng rất cố gắng và chị vợ Phước cũng rất là đóng góp. Nhưng mà chưa đủ, ví dụ việc chúng tôi đang phát triển cho nên mình em đó là một việc thứ nhất. Điểm thứ hai thì hội đồng bảo tổng tâm tâm năm của đại hội phải có một cái ban chấp hành hội đồng bảo tổng và cũng phải có chủ tịch mới mà anh em chúng ta họp này. Tôi thì luôn luôn theo sát với các hội đồng nhưng mà cũng 65 tuổi rồi sẽ cũng phải có chuẩn bị. Vì vậy tôi kêu gọi hết ra kêu gọi mỗi anh em trong bà con hãy gửi mail cho tôi giới thiệu một người vào ban chấp hành. Từ anh em giới thiệu rồi chúng tôi lấy cái danh sách đó bàn bạc với hội đồng bà tộc tuyển lại ra một số người và sẽ giới thiệu với đại hội là đây là cái danh sách mà chúng tôi giới thiệu là đầu quyết định đó thì đó là việc cùng rất lớn. Và đây là trước đây là một thì bây giờ cái đại hội này làm lần sau tất cả đều có tiếng nói đề cử cái ban chấp hành thì cái đó là một việc rất lớn mà chúng ta phải làm trong từ đây đến cuối năm chúng ta và tôi được mong là các gửi mail cho Tuyết tổng hợp lại giới thiệu ai không phải giới thiệu mà tự giới thiệu đây là việc tâm linh của mình của chính trị việc tổng hợp của mình thì không cần giới thiệu nhưng mình tự giới thiệu mình cũng được và đề nghị mình tham gia các tác phẩm và tất cả hội là làm tự nguyện đó cho nên là giới thiệu và tự giới thiệu mình đề nghị tôi tham gia ban chấp hành và tổng hợp ý kiến lại trao đổi một vài lần nữa rồi ra đại hội là cái danh sách nó được giới thiệu để đại hội bỏ phiếu đó thì cái cách làm như thế và mong là nhất là anh em trẻ nên suy nghĩ góp ý làm sao cho các bạn mới đây có những người mới những người trong đất trong trí nhiều người việc và công việc của mình cũng giải đó thôi một năm lo cho được hai việc chính thật là dỗ hoặc thế cổ và dỗ mà mình đi cùng với chưa chưa được cái đó cơ sở là cái gì một năm là hai lần tập hợp thế rồi tập xong ghế nhau những người nào tốt nhất mình cơ sở như thế là hai cái đơn vị đó thì mong là tất cả hưởng ứng lời kêu gọi của tôi giới thiệu và tự giới thiệu mình vào ban chấp hành cùng để vui vẻ, rất
cứ tự mình tham gia nghề nghiệp theo tâm đầu. Đó là để trước khi kết thúc thì tôi tập tập nghề của người ta. Anh ta là một tướng đạo viên và một cái nhạc sĩ có ảnh hưởng đến sức mạnh chăn chó nhưng trên nhạc số có phần bố của nhiều bài rất có sai. Một trong những bài đó là bài một tướng nhớ bài đầu tổng 42 là khi tâm 42 số 4 và hát rằng là bài vui cơ lên vui cơ lên là anh em ơi hát cho mình.